Ừ. Sư ơi, con còn có vợ nhưng hiện tại con đang tu thập thiện và nhiều pháp khác. Con còn có vợ, con sợ đời này khó mà tu tập để được quả vị giải thoát. Con mong sư chỉ cho con cách nguyện như thế nào để nếu con còn tái sanh trong luân hồi thì đời đời kiếp khác cho con đều được gặp phật pháp thậm chí là được xuất gia từ nhỏ câu hỏi tương tự như vậy hình như sư đã trả lời rồi đấy à, thành ra sư nhắc quý vị đó là có cái um, liên kết những cái câu hỏi mà đã được uh, sư trả lời đó quý vị trước khi đặt câu hỏi thì nên tham khảo bởi vì um, nhờ như vậy đó À, quý vị sẽ đỡ phải chờ, tại vì kiểu gì thì kiểu chứ đặt câu hỏi thì trước um, khi chờ nó hơi lâu, mà quý vị tìm á thì quý vị có thể tìm ra ngay là sư đã trả lời cái câu hỏi đó rồi ở chỗ nào. Ừ. Đấy. À, quay trở lại vấn đề. À, quý vị có thể nguyện khi làm bất kỳ một cái thiền pháp nào quý vị có thể nguyện là do cái phước mà tôi đã làm đi à, nguyện cho đời sau đi để mà sanh ra vào sẽ được sanh khi mà tái sanh làm người hoặc về cõi trời đó thì sẽ tái sanh vào thời kỳ có chánh pháp và được xuất gia từ nhỏ chỉ nguyện đơn giản như vậy thôi. Ừ. Còn cách nguyện như thế nào đó thì nó không có một công thức nào hết. Cái quan trọng là cái ý muốn của mình, cái ý chí, cái ý muốn của mình. Một vài cái lời nguyện mà sư đề nghị nè, ví dụ như khi làm phước quý vị có thể nguyện ra ra lời nhé. Do phước báo mà tôi đã làm đây. Nguyện đời đời sanh ra. Được gần gũi minh sư thiện hữu. Ờ, nếu có phước lành nào giúp tôi tái sanh vào nhàn cảnh. Nguyện không tái sanh vào những hoàn cảnh bất lợi cho việc tu tập. Không tái sanh vào những gia đình tà kiến. Đất nước tà kiến. Sư sở tà kiến nguyện sanh vào những gia đình chánh kiến đất nước chánh kiến sư sở chánh kiến đấy nguyện đời đời sanh ra được gần gũi minh sư thiền hữu nguyện đời đời sanh ra gặp được chánh pháp nguyện đời đời sanh ra uh, có lòng tin nơi tam bảo và nuôi dưỡng ý chí xuất gia nguyện đời nào sanh ra mà vào thời kỳ Chánh Pháp thì đều xuất gia tu hành. Đấy thì đó là những cái lời nguyện mà sư gợi ý cho quý vị đó. Nhưng mà nhớ nha, quan trọng là mình muốn như vậy chứ không phải là mình cứ lặp đi lặp lại một cái câu nói như là cái kiểu trả nợ quỷ thần thì nó không có được